Dấu ấn thời gian là tài sản tinh thần của nhân dân. Xin thưa quý vị, Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, Tết Hoa Đăng, có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Tại quận 5 cũng như là tại các quận có đông đảo đồng bào người Hoa sinh sống, Tết Nguyên Tiêu được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng, diễn ra ở phạm vi gia đình và cộng đồng, như dân hương tại các chùa miếu để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình ấm no hạnh phúc. Và chúng ta đang cùng theo dõi phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật Múa Rồng Kim Long Phước Kiến. Trong đêm hội Nguyên Tiêu năm nay, như là một lời chúc ước nguyện, chúc cho nhân dân cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh cũng như quận năm nói riêng cùng đoàn kết chung tay vượt qua những khó khăn và cùng chào đón một năm mới an khang thịnh vượng. Đồng thời thay xin được cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên của quận đoàn năm và tất cả các bạn cũng đã mang một sắc màu tươi mới đầy đã rung cho chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố đêm nay. Bây giờ đây đang tiến vào lễ đài, đó là đoàn xe hoa Đại Phúc với chủ đề đoàn kết năng động trách nhiệm vì quận năm phát triển hiện đại nghĩa tình. Kính thưa quý vị, trong văn hóa người Việt, chữ Phúc hay còn gọi là chữ Phước, từ hình thái của chữ Phúc thấy được hình tượng một người đang dùng hai tay thành kính bê vào rượu tế thần linh. Thông qua mô hình chữ Đại Phúc với một màu đỏ tươi sáng mang một ý nghĩa như một quyết tâm xây dựng quận năm đoàn kết năng động trách nhiệm phát triển hiện đại và nghĩa tình. Đang tiến vào sân khấu đó là xe hoa linh vật mèo biểu tượng cho năm Quý Mão 2023. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết, mèo là loài vật nuôi rất gần gũi thân thiết với con người.
Mèo bản chất rất thông minh, nhanh nhẹn và trí nhớ khá tốt. Và chính vì vậy mà hình ảnh con mèo thêm sinh khí và sự tập trung cũng như sức mạnh. Ngoài ra mèo còn tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, xử lý cân bằng tốt, có nhiều tài năng và thành công trong sự nghiệp. Và giờ đây đang tiến vào lễ đài, đó là xe hoa với chủ đề Nguyên Tiêu Thịnh Hội. Với hình tượng các chú lân với nhiều màu sắc khác nhau tượng trưng cho ngũ hành, lân còn là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, sự suôn sẻ trong cuộc sống, đồng thời còn là mong ước của sự thịnh vượng, niềm may mắn và xua đuổi điểm xấu. Cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Và chúng ta đang cùng theo dõi đó là phần biểu diễn của các diễn viên trong nhóm múa Hòa Bình. Xin được cảm ơn các diễn viên sắc màu tươi thắm để cùng gửi đến cho đêm hội Nguyên Tiêu ngày hôm nay trong không khí để chào đón xuân mới Xuân Quý Mão 2023. Và giờ đây đang cùng tiến vào lễ đài, đó là xe hoa cá hóa lồng vườn Vũ Môn. Bởi vì với hình tượng cá chép vườn Vũ Môn hóa rồng thể hiện sự kiên trì bền bỉ, khát khao với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách. Cá chép vườn Vũ Môn hóa rồng muốn thành công phải luôn luôn nỗ lực hết mình và sẽ có được những kết quả xứng đáng. Và chúng ta đang cùng theo dõi ngay phía trước lễ đài, đó là phần biểu diễn của các em học sinh trung tâm khoa văn Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón các thành viên đang cùng đến với phần biểu diễn Y Võ Dưỡng Sinh An Khang Thịnh Vượng. Thưa quý vị và đang biểu diễn trên sân khấu, tiết mục đồng diễn Y Võ Dưỡng Sinh với tiết mục An Khang Thịnh Vượng do câu lạc bộ Dưỡng Sinh Trung tâm Văn hóa quận 5 thực hiện, biểu thị cho sự may mắn, tài lộc thịnh vượng, phước thọ an khang. Và cùng tất cả xây dựng và giáo dục con cháu theo những truyền thống văn hóa của gia đình và tổ tiên. Và tiếp theo sau đây
Thọ, hay còn gọi là Tam Đà, cùng với các nhân vật phát tiên như lời chúc phúc bạn sẽ như ý đến cho mọi người, mọi nhà. Cảm ơn các thành viên của câu lạc bộ ca nhạc cổ tiếng Quảng Đông. Và giờ đây đang cùng tiến vào lễ đài sẽ là những hình ảnh đầy sống động, đầy không khí lễ hội của các câu lạc bộ Lân Sư Đồng Quảng Nam. Đang tiếp vào sân khấu đó là câu lạc bộ Lân Sư Đồng Quảng Nam cùng với các đoàn Tinh Lâm Đường, Hải Nam Liên Hữu, Minh Hào Đường, Kỳ Anh Đường, Tâm Hoa Đường, Thống Nhất, Giao Nghĩa Đường, Hùng Dũng Đường, Thắng Nghĩa Đường. Mỗi năm vào dịp Tết cổ truyền đến Tết Nguyên Tiêu, tại quận năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức để chào đón năm mới. Trong các loại hình nghệ thuật truyền thống, múa Lân Sư Đồng là nghệ thuật đặc trưng nhất được nhiều người ưa thích. Câu lạc bộ Lân Sư Đồng quận năm tham gia diễn hành với mong muốn mang lại đời sống văn hóa và tinh thần luôn tràn đầy năng lượng cho nhiệt tình, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng, cởi mở cho những điều tốt lành từ đầu năm mới. Sinh động của tất cả các thành viên trong đoàn Lân Minh Hào Đường thì chúng ta cũng đang bắt gặp hình ảnh gom thần tài để mang lòng. Thank you.
vừa cùng theo dõi một tiết mục biểu diễn lân la mai hoa hồng đầy ấn tượng và vô cùng đặc sắc, đang mang đến một không khí thật tưng bừng lễ hội cùng với những lời chúc chúng người Việt, người Hoa. Và ngay sau đây để thể hiện lòng tri ân sâu sắc với các đơn vị đồng hành cũng như là với các đối tác, thì ban tổ chức lễ hội Nguyên Tiên Nguyễn Hồng Năm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hồ Năm sẽ lên sân khấu để trao tặng hoa và lời cảm ơn tri ân sự đóng góp của ban quản trị các hội quán cũng như là các doanh nghiệp. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin được cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, các đối tác cùng với đêm hội Nguyên Tiên Xuân Quý Mão năm 2023.
thí sinh Châu Hoa. Nhẹ nhàng, giãn mặt ra, đúng rồi đó. Và chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Thí sinh mang số báo danh 001, đó là thí sinh Dương Anh. Với nét đẹp thẹn thùng, với nét đẹp chim trời cá nước, với nét đẹp mà phải nói là không đụng hàng bất kỳ một sắc đẹp nào, một lần nữa tất cả các vị khán giả ơi, nhờ một tràng vỗ tay thật lớn cho mình để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn cả hai người đều rất nhiều, và xin cảm ơn chúc mừng cả hai bạn nam với trời đất ơi bên này luôn không. Thì ngoài khu vực trò chơi đố đèn thì chúng ta còn có khu vực triển lãm tranh mỹ thuật và thư pháp, và ban tổ chức chúng tôi cũng rất mong muốn tất cả quý vị khán giả chúng ta cũng có thể cùng đến tham gia các hoạt động trò chơi cũng như là tham quan.